Homestay Tam Đảo là hình thức lưu trú được nhiều người yêu thích khi đến với thị trấn này. Một trong những gợi ý tuyệt vời khi đến Tam Đảo chính là Dreamhouse Homestay, chốn nghỉ chân của những kẻ mộng mơ. Blog Homestay sẽ review chi tiết về Dreamhouse Tam Đảo qua bài viết dưới đây. Đưa nhau đi trốn tại Dreamhouse Tam Đảo. Dreamhouse Tam Đảo là điểm lưu trú lý tưởng thu hút một lượng lớn khách du lịch khi ghé thăm nơi đây. Địa điểm này tọa lạc ở vị trí đẹp với khoảng cách 2 km so với trung tâm thị trấn Tam Đảo. Chính vì thế nơi đây không ồn ào, vồn vã mà luôn ẩn mình trong không khí bình yên của thiên nhiên. Khung cảnh của homestay này lọt thỏm trong khung cảnh của rừng núi với lớp sương mù che phủ. Nơi đây vô cùng lý tưởng cho các cặp đôi cũng như nhóm gia đình, bạn bè muốn tạm tránh xa nơi khói bụi thành thị để tận hưởng những khoảnh khắc yên bình cùng thiên nhiên. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác sẽ thế nào khi sớm mai thức dậy, vươn vai hít trong phổi luồng khí trời trong lành, đôi tay chạm nhẹ vào những hạt sương sớm mai và ngắm nhìn bình minh ở chân trời đang ló dạng. Quả xứng với cái tên Dreamhouse, ngôi nhà của những giấc mơ. Đọc thêm review tổng hợp 10 homestay mang đen hot nhất hiện nay. Review rất tần tật về Dreamhouse Tam Đảo. Với thiết kế không gian mở cửa kính lớn view nhìn ra núi rừng bát ngát, bạn sẽ cảm giác như đang sống và sinh hoạt ngay trong lòng của một khu rừng cổ tích. Dù là sáng sớm hay đêm xuống thì bạn vẫn có thể ngồi tại Dreamhouse Tam Đảo để cảm nhận không khí của thiên nhiên. Bên cạnh đó, Dreamhouse Tam Đảo còn sở hữu một khoảng sân rộng lớn để trẻ em có thể vui chơi hoặc khách lưu trú có thể thoải mái tổ chức các buổi tiệc ngoài trời. Và khi muốn thưởng thức BBQ thì homestay cũng có sẵn bếp nướng than hoa để phục vụ bạn. Nếu tự đi xe đến đây thì bạn cũng hoàn toàn yên tâm vì nơi đây có bãi giữ xe miễn phí vô cùng an ninh. Khi đến với Dreamhouse, bạn sẽ được đón tiếp bởi vợ chồng chủ nhà vui tính, thân thiện, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách du lịch, hoàn toàn không giống như một số nơi khác phải nhìn mặt nhân viên phục vụ. Ngoài ra, du khách còn có thể tận hưởng những giây phút nghỉ dưỡng tuyệt vời với không gian thoáng đãng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại tiện nghi. Bể bơi ngoài trời siêu rộng với view rừng núi, bạn không chỉ có thể đắm mình trong dòng nước trong lành, mát rượi mà còn có thể sở hữu ngay vài bức ảnh triệu like với view hút hồn. Khu vui chơi cho trẻ em hoàn toàn miễn phí với đa dạng các trò chơi như xích đu, cầu trượt để các bé có thể tự do nô đùa cùng nhau. Hệ thống wifi hoàn toàn miễn phí, Dreamhouse còn sở hữu nhà vệ sinh khép kín với điều hòa, máy nóng lạnh. Khu bếp được trang bị đầy đủ các dụng cụ nấu ăn, tủ lạnh để bạn có thể trữ đồ ăn và tự nấu nướng theo sở thích của mình. Nơi đây còn có dàn loa karaoke siêu khủng giúp bạn có thể thoải mái thỏa mãn đam mê ca hát của mình. Đọc thêm review top 20 cộng homestay Đà Lạt siêu chill giữa mây trời. Thật không còn cảm giác nào bằng khi được sống giữa không gian rừng núi cùng bạn bè tổ chức buổi tiệc nướng và thoải mái hát hò nhảy múa, bỏ quên tất cả các ồn ào, xô bồ của thành thị. Chi tiết giá phòng Dreamhouse Tam Đảo. Tổng diện tích của Dreamhouse Tam Đảo là 150m² với 4 phòng ngủ. Diện tích mỗi phòng ngủ tối đa là 75m². Phòng ngủ chứa tối đa 8 người, vì thế homestay này rất thích hợp cho các cặp đôi và nhóm bạn hay gia đình có nhu cầu nghỉ dưỡng tại Tam Đảo. Với các tiện nghi mà khách lưu trú có thể sở hữu thì giá phòng mỗi đêm sẽ khoảng 2 triệu. Chi phí này hoàn toàn không cao với những ưu điểm mà homestay này mang lại cho khách lưu trú. Các địa điểm ở gần. Không chỉ lợi thế về phong cảnh và không khí thoáng mát trong lành mà Dreamhouse còn là địa điểm thuận tiện để khách lưu trú có D636 dễ dàng di chuyển đến một số điểm du lịch nổi tiếng của Tam Đảo như nhà thờ đá khoảng 1,7 km, quảng trường khoảng 1,7 km, cổng trời khoảng 1,9 km, thác bạc khoảng 2 km, tháp truyền hình khoảng 2,7 km. Và nếu là người thích sống ảo thì bạn cũng không phải thất vọng vì cách Dreamhouse chỉ khoảng 100m là cầu mây studio, khu chụp ảnh không góc chết sẽ giúp bạn thỏa mãn đam mê của mình với các bức ảnh như đang lạc vào xứ sở thần tiên. Đọc thêm top 10 cộng homestay 3 vì đẹp đến say lòng không nên bỏ lỡ. Ngoài ra, bạn còn có thể tản bộ ở các khu vực lân cận của homestay này để có thể ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, tìm hiểu nét sinh hoạt của người dân cũng như mua sắm các quà tặng lưu niệm để tặng bạn bè, người thân khi trở về. Với những lợi thế về địa điểm cũng như tiện nghi sống mà Dreamhouse Tam Đảo luôn ghi điểm cao trong lòng du khách khi đến với Tam Đảo. Nếu đang có kế hoạch nghỉ dưỡng ở vùng đất này thì đừng bỏ lỡ điểm lưu trú nhiều thú vị này nhé.